Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí của những ngày tháng năm lịch sử, sáng nay rất đông người dân huyện Mường Ảng đã đứng dọc quốc lộ 279 để gửi lời chào đến các đoàn công tác tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngay từ 5 giờ 30 phút, mặc dù trời còn mờ sương, nhưng nhiều người cao tuổi, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân của các tổ dân phố tại thị trấn Mường Ảng đã đứng hai bên đường, chuẩn bị cờ hoa để chào tạm biệt các đoàn công tác. Mọi người đều mang trong mình những cảm xúc bồi hồi, phấn khởi. Tôi rất xúc động và đây nó là một niềm tự hào của người dân Điện Biên, cũng là niềm tự hào của người dân Mường Ảng, rồi là niềm tự hào của nhân dân toàn quốc nói chung tri ân về các chiến sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Bên cạnh đó, gần 1.500 em học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thị trấn cũng cảm thấy rất tự hào và phấn khởi khi được trực tiếp chào các đoàn công tác tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Em cảm thấy rất là lưu luyến và có những cái mong muốn là sẽ được gặp lại các chiến sĩ vào những đợt kỷ niệm tới. Và bản thân em là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, là những mầm non tương lai phát triển của đất nước, thì em hứa sẽ cố gắng học tập, phát triển những cái thế mạnh của bản thân để xây dựng cho tương lai đất nước phát triển. Điện Biên Phủ thì cháu cảm thấy rất là vui và tự hào khi là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường và sẽ rất là lâu thì mình mới có một cái dịp lễ kỷ niệm lớn như thế. Và tất cả mọi người trên khắp đất nước hướng về Điện Biên để kỷ niệm cho 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những lời chào, những cái vẫy tay không chỉ là sự trân trọng đối với các đoàn công tác mà còn thể hiện sự mến khách của những người dân Mường Ảng nói riêng và người dân tỉnh Điện Biên nói chung. Qua đó sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp của du khách khi đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.